quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Con cảm ơn bà rất nhiều. Hát đi nào. Con cảm ơn bà rất nhiều. Rất nhiều. Có đẹp không? Có đẹp không? Phải nói là đẹp chứ. Khoanh tay. Khoanh tay. Xin. Xin. Con xin. Con xin. Con cảm ơn. Con cảm ơn. Bà. Bà. Đã gửi đồ chơi cho con. Đã gửi đồ chơi con. Quần áo cho con. Có mũ đẹp này, có áo đẹp này, cộng thêm mà một cái đôi giày nữa. Cái đôi giày này có vẻ chiến đấy nhở. Đôi giày này thì có dám đeo đi để lấy củi lấy cỏ không? Phải mở ra hai cái thùng mà trong đó có rất là nhiều quà luôn cô bác. Cháu là không biết là trị giá nó là rơi vào bao nhiêu tiền, nhưng mà đây là cái trị giá của nó là phải nói là một cái tình cảm mà rất là lớn luôn, dành tặng cho gia đình của em Quân. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu được có nhận được một phần quà, và nó là từ rất là xa cô bác. Có một bác ở bên Mỹ thì có gửi cho cháu Lực là 4 cái thùng đồ, và trong đó thì có cả gửi cho cháu Lực nữa. Còn 2 cái thùng này thì là sẽ là gửi để cho em Quân với lại ông bà với lại bé Hiếu nữa cô bác. Rồi, hôm nay thì một mình cháu Lực tự đồng hành thôi. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã điện cho em Quân rồi. Em Quân lên hộ cháu Lực là bê xuống một thùng, là hai anh em xuống cùng để bê xuống nhà của em Quân cô bác. Từ cái đoạn này xuống đến nhà của em Quân thì có một đoạn rơi vào đi bộ tầm 30 phút thôi. Em Quân thì cũng đã đến đây luôn này cô bác này. Rồi, anh chào Quân nhá. Em chào anh ạ. Rồi. Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi, Quân thì có biết hai cái thùng quà này thùng gì không? Không ạ. Không à? Ừ. Thùng quà đây là của một bác ở bên Mỹ có gửi cho em. Đấy, vận chuyển từ rất là xa. Hay phải nói là hơn một nửa vòng trái đất để mới có để gửi được những cái phần quà này cho các em. Đấy, tiền thì bác vẫn gửi vào quý cho em, mà đây là những cái món quà mà đích thân bác muốn là tự đi lựa xong là chọn để gửi cho em với lại ông bà nữa. Thế còn bây giờ thì hai anh em mỗi người một thùng đi thôi nhỉ. Đấy, một thùng ở đây thì chắc rơi tầm 2 đến 30 cân đúng không bác? Có thể nói là rất là nặng. Bây giờ thì hai anh em sẽ là khanh cái đồ này đi về nhà, rồi thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình lại cho cô bác anh chị là cùng cháu Lực với lại em Quân mở cái thùng quà này ra là xem bên trong là có gì cô bác. Thời tiết mấy hôm nay ở trên vùng cao cô bác mưa độ tầm là được 3 ngày rồi cô bác. Mưa thì cũng không mưa to, chỉ có mưa là mưa rào như này thôi, và kèm theo đó thì phải nói là có sương mù rất là nhiều cô bác. Như bây giờ đường xá mọi cái thì có chỗ mà bị sạt rất là nhiều, đi rất là khó khăn cô bác. Nếu mà có cô bác dưới xuôi mà mùa này muốn lên Hà Giang thì trước khi lên thì phải xem thời tiết cẩn thận rồi thì hắn lên cô bác nhá. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Quân thì bây giờ hộ anh khanh một thùng nhá. Đấy, khanh đi, khanh thùng nào đi. Đấy, và rất may là hôm trước là được bác xin delay, bác có gửi cho em Quân là một cái điện thoại. Thành ra là bây giờ mỗi lần mà cháu Lực xuống thì cháu Lực đều điện cho em Quân trước, hoặc là có những cái đồ nào mà nặng thì cháu Lực sẽ gọi em Quân cùng cháu Lực là vác xuống cô bác. Còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ khênh cái thùng này. Thùng này chỉ thấy nặng hơn và to hơn cô bác ạ. Cái thùng này thì vừa sức luôn cô bác. Nặng quá thì nó cũng không quá là nặng. Mỗi tội là đường mùa này mùa mưa ấy, cô bác, thành ra là đi nó hơi khó khăn. Đi theo cháu Lực còn phải cầm theo cả áo mưa này cô bác, một tí về thì sợ mưa ấy. Thùng đấy thì rơi vào tầm bao nhiêu cân hả con? 30 cân à? Thank you.
Vừa rồi thì cháu Lực cùng với lại em Quân thì cũng đã đem hai cái thùng đồ này tới cho em Quân rồi. Phải nói là một cái quãng đường mà hai anh em vận chuyển cái thùng đồ này cô bác. Nếu mà trời nắng thì không có sao, còn là trời mưa như hôm nay thì có vẻ là đi rất là khó khăn cô bác ạ. Nhưng mà không vì những cái khó khăn đấy mà cháu Lực sẽ dừng lại cả cô bác. Càng khó khăn thì cháu Lực sẽ càng bước trên cái con đường thử nghiệm của mình, để sau này mình trải qua nhiều cái khó khăn rồi thì sẽ đúc kết cho bản thân mình một cái kinh nghiệm rất là dày dặn cô bác. Hay như hôm nọ thì cháu Lực với em Sử thì cũng có hai anh em đi làm về cô bác, thì cháu Lực thì ăn 3 gói, em Sử thì ăn 6 gói, và cháu Lực cũng có ghi hình lên lại ở đấy. Thì cái thước phim đấy thì không phải là cháu Lực thách thức em Sử ăn hay là như nào cả cô bác, là em Sử muốn là ăn thì cháu Lực muốn ghi hình lại cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị, và có thể đưa ra một cái góc ý kiến, một cái lời nhắc nhở tới cho em Sử, để cho sau này em Sử sẽ rút kinh nghiệm hơn, để em mới biết rằng là ăn mì tôm như vậy thì ăn nhiều như vậy thì sẽ không có tốt cho cái dạ dày của mình cả cô bác. Thì rất mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác ạ. Còn bây giờ trước khi mở thùng quà thì anh sẽ nói với Quân rằng là ai sẽ gửi quà này tới cho gia đình Quân nhé. Ở đây thì có một bác Thảo Đố, bác ở bên Mỹ, thì có gửi tổng tất cả là 4 thùng quà, và trong đó thì có chia ra là cho mỗi người một ít. Đấy, trong đó thì có cả anh nữa, và có cả là cháu gái của anh nữa, và còn có thể là em là sẽ nhiều hơn. Đấy, em thì 2 thùng luôn rồi, với bà thì 2 thùng. Bác cũng gửi cho anh những cái nón này và những đôi dép này, và em thì chắc là bên trong đấy thì cũng sẽ có những cái điều như vậy. Đấy. Con thay mặt ông bà, con cảm ơn bà, và con chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Đấy, hôm nay thì có vẻ là trời mưa các bác, thì gia đình em Quân thì là đều ở nhà, chắc thì một tí đến tối thì vẫn phải đi ra ngoài để làm những công việc, là đi lấy cỏ này, đi lấy rau lợn này cô bác. Hãy nói là bây giờ bước vào mùa thu rồi, cháu Lực ở bên trong nhà của em Quân thì cũng có thể cảm giác là thời tiết nó se se lạnh một chút rồi cô bác. Gió thì lùa vào cái ngôi nhà mà rất là nhiều. Một cái ngôi nhà như vậy thì không có được không có được làm kín đáo, cho nên là có những cơn gió, cơn báo vào thì có thể là thổi vào đến trong nhà này cô bác này. Ở đây là giấy khai sinh của bé Hiếu à Quân? Vâng ạ. Bé Hiếu thì có giấy khai sinh rồi cô bác nhá. Bây giờ thì em sẽ chuẩn bị là đi học rồi. Hay rất là mừng khi là bên xã cũng tạo điều kiện để làm cái giấy khai sinh này cho bé Hiếu, để cho em ấy được đi học cô bác. Và trong ngôi nhà của em Quân cô bác, cháu Lực cũng đã ghi hình lên rất là nhiều rồi. Bé Hiếu thì hôm nay có vẻ là nhận được 2 cái thùng quà này, cho nên là rất là vui. Hôm nay thì bé Hiếu có đi học không hả Quân? Có vừa về. Thế vừa nãy thì bà đi đón hay là ai đi đón? Bà vừa đi lấy giấy khai sinh vừa đi đón. Bà là vừa đi lấy giấy khai sinh vừa đi đón đúng không? À. Hiếu thì có thích không? Có đồ chơi này có thích không? Có. Hay có 2 cái thùng quà như vậy thì nhìn bé Hiếu. Bé Hiếu thì vừa nhìn thấy 2 cái thùng quà thì có vẻ là bé rất là vui này cô bác này. Còn bây giờ thì em hộ anh là mở thùng quà này nhá. Đấy, từ anh thì có dao đây. Bây giờ thì cho em Quân là em ấy khắc tự mở luôn. Đây, tự mở trong là ở trong thì có cả đồ của ông, cả đồ của bà nữa, cả đồ của bé Hiếu nữa, thì em sẽ lựa ra nhá. Thấy anh mở thùng quà thì bé Hiếu rất là vui mừng cô bác ạ. Đấy, ta lo bị cuốn hôn đây, ta lo bị cuốn hôn đây, ta lo bị cuốn hôn đây. Đấy, cái mũ này thì sẽ để cho bà đội thôi. Đấy, em lựa ra từng cái một xem nào, cái nào mà cái này thì đội cho bé Hiếu vừa này. Đấy, có thể đội là cho bé Hiếu. Dao thì mở xong thì rút nó lại đi, thu nó lại đi. Đấy. Đấy, em thử lấy một bộ để thay cho bé Hiếu luôn xem nào. Đấy, mai thì mặc váy đi học rồi nhỉ? Hả? Có thích không à Hiếu? Có thích không? Có ạ. Mồm em đang ngậm cái que gì đây? Không biết.
lấy ra cho em đi. Đây à? Rất là đẹp nhỉ. Mai thì mặc đi học nhá, Hiếu nhá. Đấy còn thêm kẹo nữa kìa. Đấy cái kẹp tóc cho em này. Đấy bỏ ra từng món đồ một đi. Cái nào của bé Hiếu thì em bỏ riêng ra, cái nào của ông bà thì bỏ riêng ra cho ông bà. Đấy, ở đây thì có một cái rẻ khăn lau cho Hiếu này. Đây Hiếu. Đấy. Còn cái này thì sữa tắm để cho Hiếu nhá. Đấy rồi. Cái tay mà bé Hiếu đang cầm cái là cái khăn lau đấy nhá, chứ không phải là cái mú nhá. Đó. Toàn đồ bé Hiếu là nhiều thôi nhỉ. Bé Hiếu thì được bác Thảo Đố gửi cho rất là nhiều. Còn là cái bình này thì là để nước cho em nhá. Hay để pha những cái lọ sữa cho em này. Áo đấy, áo rộng đúng không? Áo của ông thì để ra cho ông một bên, áo của bà, cái mũ len đấy thì đưa bà để bà đội. Cái áo đấy thì cho bé Hiếu đi, áo đấy. Đấy, có rất là nhiều đồ đấy, cho nên là em phải lựa mà thật kỹ đấy, cái nào cho ông và cái nào cho bà và cái nào cho bé Hiếu ấy. Ở đây thì bác gửi rất là nhiều đồ luôn các bác này. Đây thì có cả kẹo này. Đấy, đây thì có cả bánh này. Đấy bóc cho ông với bà ăn đi. Bánh này thì bánh mềm thôi. Đấy, đây thì có một cái bộ váy nữa này. Hiếu có thích không? Hả? À, đây này có một bộ váy nữa này. Hả? Có thích không? Đấy, đây thì cất váy này cho bé Hiếu đi. Đấy, có rất là nhiều đồ luôn. Áo, đây là cái áo. À, đây là cái khăn. Đấy có một bây giờ thì bốc ra có một nửa thùng luôn các bác, mà rất là nhiều quần áo thôi. Đấy như cái áo đấy thì em có thể mặc là đi lấy củi này, đi lấy cỏ đấy. Ở đây thì có những cái món đồ mà ở đây thì những đồ này thì là chính tay mà bác Thảo Đố, bác ấy lặn lội mà đi tìm xong lại đi mua để gửi cho bé Hiếu với lại em Quân với lại ông bà nữa cô bác. Cái ấy là áo sơ mi nhá. Đấy, em xem những cái áo của bé Hiếu thì lấy ra cho bé Hiếu này, cái áo này này, đấy, cái bộ này này. Đấy, còn cái khăn này thì để cho bà này, cho bà đội này. Khăn quàng cổ này.
Bé yêu thì hôm nay cảm thấy là có mặc váy vào cô bác à, em ấy rất là thích luôn. Và cháu Lực cũng thay mặt là gia đình của em Quân gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đấu. Chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống bác nhá. Cảm ơn bác đã gửi những cái món quà này tới cho em Quân. Những cái món quà này thì được bác gửi từ rất là xa. Phải nói là bác bảo là cháu Lực là gửi từ 3 tuần trước rồi, mà đến tận hôm nay thì cháu Lực mới nhận được cái thùng quà này cô bác ạ. Hai cái thùng quà này. Rất là nhiều quần áo đúng không Quân? Đây thì có cả kẹp tóc này này. Kẹp tóc này thì để lúc nào mà tóc bé Hiếu dài ra thì để kẹp cho bé Hiếu. Hay bây giờ thì đến cái mùa mà mùa se se lạnh rồi thì mặc cái áo đấy vào thì rất là thích rồi. Rất là ấm áp rồi. Ở đây thì có rất là nhiều quần áo cho bé Hiếu luôn các bác. Nói là bây giờ bé Hiếu với lại em Quân, với lại ông bà thì những cái bộ quần áo mà được các ông, các bà, các cô, các bác, các anh chị gửi cho thì có thể là dư sức để mà mặc rồi. Thời gian đầu mà cháu Lực vừa mới bắt gặp em Quân các bác thì em mới chia sẻ với cháu Lực rằng là chỉ có hai bộ quần áo để mà thay đi thay lại thôi, mà còn không có áo trong cái mùa lạnh đâu cô bác, chỉ có là hai cái bộ quần áo mà mùa hè. Quân thì vừa bóc thì có thấy vừa vui không? Vừa mở ra thì có vừa vui không? Có. Vui khi mình có thêm những cái bộ quần áo, em mình có thêm những cái bộ quần áo đúng không? Có một thùng thôi mà rất là nhiều rồi nhỉ. Cái thùng này thì vừa nãy cháu Lực các bác lên độ đâu đó tầm là hơn 30 cân cơ bác. Những cái bộ quần áo này thì có thể là sẽ hơi to với em Quân một chút, nhưng mà đến sang năm thì liệu thì em Quân sẽ lại lớn hơn cô bác. Thành ra là có thể là mặc vừa luôn. Nhưng mà bây giờ cháu Lực đi mua quần áo cho em Quân cũng vậy, mua những cái bộ quần áo mà nó lớn hơn một chút. Sợ là các em thì bây giờ có thể là lớn rất là nhanh, sau một năm thì các em thay đổi rất là nhiều. Cho nên là mua những cái bộ quần áo cho em thì cháu Lực sẽ mua rộng rộng ra. Thank you.
Cái thùng này thì bây giờ đã bóc hết chưa? Còn nằm một chút nữa nhỉ? Đấy, bây giờ thì bóc tới cái thùng thùng bên này đi. Bóc trong thùng bên này xem là bên trong thì có cái gì. Lấy cái dao cắt đi. Đấy, ở trong này thì có thêm một gói kẹo nữa. Đấy là cái dầu gió. Đấy là cái dầu gió nha, cái đầu cái dầu mà như kiểu mình bôi cái dầu gió. Còn là cái đấy là cái để mình tắm. Đấy. Lấy quần áo ở trên ra đi. Có đẹp không? Có. Cái áo này thì rất là ấm luôn đấy nhỉ. Nó mặc vào đến mùa đông ấy. Áo hơi cao luôn. Tối nay có áo hơi áo. Ôi. Búp bê hiểu.
Éo trầu. Dạ, bà có phía à? Éo việc à? Việc này ảo quá à? Đây, bà cứ xin cái này vàng hơn. Bác thì gửi cả đồ chơi cho bé Hiếu nữa cô bác. Có cả búp bê nữa. Lấy cái dao cắt cái dây ra. Cho bé Hiếu rồi, biết xin chưa? Xin có cho hợp. Con xin bà này. Xin bà. Thôi hát lại hát đi được. Con cảm ơn bà. Hay bé Hiếu thì có những cái bộ đồ chơi như vào thì rất là thích cô bác. Đây có cả dép này đây. Dép này thì em đeo đi lấy cỏ này hay là đi đâu này. Đấy có cả đôi giày đấy. Hay đôi giày ấy được cho em đấy. Em thử đeo xem có vừa không. Có thêm tất vào nữa là chắc là vừa của em nữa. Lấy dao cắt mới được cái đấy. Bác thì rất là chú đáo luôn cô bác. Vừa gửi dép này, xong lại vừa gửi giày cho em Quân nữa. Quân có thấy đôi giày đấy đẹp không? Có. Em có thích đôi giày đấy không? Có. Ý cả ý á, mượt. Vừa không? Vừa chân không? Có ạ. Mai đi đâu chơi nữa thì mặc thêm quần bò vào nữa thì đẹp luôn. Vâng ạ. Cái này thì có đeo đi lấy cỏ không? Không ạ. Đây. Bình xưa để chống binh đấy. Đấy, cái đây cũng là cái dầu bôi nhá. Vâng. Cho ông với bà là một chai, em là một chai nhá. Vâng. Còn cái đấy là cái xà bông tắm nhá. Vâng. Đấy, xà bông này thì mình có thể rửa mặt luôn được nhá. Vâng. Hay có cả kem đánh răng nhá. Vâng. Khoe bé Hiếu như nào. Đừng hả Hiếu à. Xin anh nào. Vào đây nào, về đây chú Bảo. Rô mà này mà Quân. Mà này mà. Ra đây. Về sao lực. Ra đây. Xin đây. Đứng ở đây. Đứng ở đây. Có thích váy này không hả Hiếu? Có váy à này có mà. Đẹp không? Có ạ. À đẹp không? Có đẹp không? Mình nói gì thì nói đấy thôi về. À, cô bác ạ. Vai đẹp ạ. Đi ra kia lấy cái ghế kia cho chú nào. Nào Hiếu. Về tặng mà về. Ăn tặng không về? Hỡ ảo về. Về. Ăn tặng mà ảo ăn về. Lấy ốc cho hầu. Phải nói bằng tiếng Nùng thì mới biết được cô bác. Đúng rồi cái đấy đấy. Đấy lấy ra đây nào. Lấy ra đây nào. Đấy. Đấy, ngồi đây. Đấy, bây giờ ngồi đây nào. Đây, lấy đồ chơi để đây cho nào. Để đây. Tuấn nè. Năng này. Ở đây còn có mà, đây này. Nè. Ở bên này. Đâu mà này mà. Hiểu mà nè. Hiểu mà đi dùn nó, phải tăng đó. Phải tăng dưới đây đó. Ờ, tôi lấy tay. Ừ, ở bên này. Đấy, đây thì cái vali này. Đây này. Đây là cái mũ này. Đây. Chơi như nào? Hả? Con này là con gì có biết không hả Hiếu? Con gì? Búp bê. Búp bê. Đâu?
Rồi bây giờ nói. Nào, Bảo Quân, Tuấn Hào nào. Hay bây giờ Hiếu nói con cảm ơn bà đi. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà rất nhiều. Hát đi à? Đất chó hầu. Con cảm ơn bà. Rất nhiều. Rất nhiều. Đấy, về. À, rất là vui này. Đấy, đây này. Đây là mũ cho nó đi. Đấy, đội mũ đi. Đấy, đây thì có cả bàn chải đánh răng nhá. Cái bàn chải đánh răng này cho bé Hiếu nhá. Đấy. Ôi. Đấy, cái đấy thì cho em với lại ông bà nhá. Vâng. Cái đấy thì có hai, cái đấy thì dùng cá nhân của em nhá. Đấy. Ui, hai thì Hiếu ạ. Đấy, cho bé Hiếu đeo xem nào vừa không. Đeo đi học nhá. Xin. Ha đẻ cho hờ. Em xin. Phá đến. Phá đâu? Mở ra. Mở ra. Đúng rồi, nói như thế mới đúng rồi. Con cảm ơn các ông các bà. Con cảm ơn con bà. Đã gửi quà cho con. Năm bên cho con rồi. Nói còn chưa có được gió cho lắm cô bác ạ. Hãy đeo chân nhá, xem vừa không, mai đi học nhá. Hãy đeo xem nào. Đấy, đeo xem nào. Đeo xem nào, xem có vừa không. Có đẹp không? Hả? Đẹp không? Phải nói đây là đẹp chứ. Đẹp à thế? Nè. Đấy, mú đấy. Vâng ạ. Răng tôi là cỡ đâu ạ? Có đẹp không? Có đẹp không? Phải nói là đẹp chứ. Hay mai thì đeo đi học được đấy nhỉ. Nào đứng dậy chú nào. Tần khấn mà. Tần đâu ạ? Tần khấn nào, đứng ở đây cho nào. Đấy, có cả dép mới này. Cả váy mới này cô bác, cả đồ chơi nữa. Đấy, đây thì tớt nhá. Đấy, tớt thì bác cũng chú đáo, rất là chú đáo luôn, gửi cho bé Hiếu rất là nhiều luôn. Có nhiều không? Hả? Nói nào, có nhiều không? Mình nói có nhiều không thì là cũng nói có nhiều không. Hay ở đây thì bác cũng gửi cho em Quân rất là nhiều mú luôn này cô bác. Và rất là nhiều cái mú len luôn. Nhà những cái mú này thì bác cũng gửi cho cháu Lực cô bác ạ. Đấy, cái đấy là của bé Hiếu. Ui, sư tí Hiếu ạ nè. Đấy. Có vết rú này. Đấy là áo của bé Hiếu rồi. Này bé Hiếu thì bây giờ chỉ có nghịch cả những cái món đồ chơi này các bác. Mà nó hò rồi. Nẹo hơn mấy chắc. Quần thì có vẻ là rất là thích cô bác ạ. Hãy còn này, cái áo đấy thì cho bà này, bà thì có thể mặc vừa hơn. Thế ông thì mặc một cái áo ở bên kia thì chắc là rất là ấm cô bác ạ. Nè. Thấy rất là nhiều đồ luôn cô bác. Hai cái thùng quà mà bóc ra là bác gửi cho em Quân rất là nhiều. Thấy có cả mũ này, cả bàn chải đánh răng này. Đây. Này. Này em Quân thì có vẻ là có một cái đôi giày rất là chiến này cô bác này. Này đôi giày này thì có vừa chân không? Em xem nào, anh xem nào đến cuối không? Ồ đến luôn nè nhà. Này đi tớt vào nó thì vừa. Áo đấy thì em mặc vừa chứ. Nó còn móc vậy. Khoanh tay. Xin. Con xin. Con cảm ơn. Bà. Đã gửi đồ chơi cho con. Quần áo cho con. Quần áo
Có vẻ như bé Hiếu nói tiếng Kinh chưa được sói mấy cô bác này, cho nên là rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho bé Hiếu. Một thời gian nữa thì em sẽ đi học và tiếp xúc nhiều hơn thì em có vẻ là em ấy sẽ thông minh hơn cô bác. Nhìn vào cái khuôn mặt của bé Hiếu cô bác, một cái em bé mà rất là lì lợm, như cô bác có thể nhìn thấy là một em có một cái hoàn cảnh như vậy thì chắc chắn là cái tính của em sẽ thay đổi một chút cô bác ạ. Đấy, Quân thì đóng luôn một cái bộ quần áo luôn này. Đấy, đứng dậy xem nào. Đấy, có mũ đẹp này, có áo đẹp này, cộng thêm mà một cái đôi giày nữa. Cái đôi giày này có vẻ chiến đấy nhờ. Đôi giày này thì có dám đeo đi để lấy củi lấy cỏ không? Không à? Thế đeo đi đâu? Đeo lúc nào có dịp đi chơi. Lúc nào có dịp đi chơi à? Thế đi ăn cưới này có dám đeo không? Có. Có à? Thế sợ mất không? Đấy. Theo ra chỗ ngồi. Ở trên vùng cao cô bác, nếu mà mình đeo giày dép đẹp mà đi không cẩn thận cái là một tí mà mình quay trở lại là có cái nịt luôn đấy. Đấy, bác thì gửi cho em rất là nhiều cái mũ luôn này, có 4 cái à? Đấy, 4 cái. Nhưng cái mũ này thì có thể nói là rất là đắt tiền luôn đấy. Ở đây thì nếu mà tính theo tiền Việt là nó gần 1 triệu một cái rồi đấy. Rất là đắt luôn. Đấy, cho nên là những cái món đồ nào mà các bác gửi cho thì em trân trọng nhá. Rồi bây giờ thì ở đây là những cái lọ dầu gió nhá. Thôi, còn có một lọ dầu mà dầu nóng nữa anh quên cầm xuống rồi, thì để ngày mai anh cầm xuống này. Đấy, cái dầu này thì em mở ra đi, xong là anh sẽ chỉ dạy cách mở này. Cái này thì em xoay vào em phải kéo kéo một chút nhá. Đấy, bây giờ thì em dọn mấy cái đồ này nhá. Đấy, cái này thì em phải là xoáy ra nhá. Đấy, biết mở chưa? Đấy, phải mở ra xong rồi xoáy nó lên nhá. Cầm theo mình một lọ này, cho ông bà một lọ nhá. Thế còn là cái dép này thì em là người mà đi làm nhiều hơn ấy, thì em có thể đeo đi. Đấy, đôi dép này thì bác cũng gửi cho anh một đôi thì đi rất là chắc chắn luôn. Đấy, không có bị trơn trượt nữa. Đấy, còn là bé Hiếu thì bây giờ cũng đóng luôn một cây luôn này cô bác này. Cẩn thận là nó rơi xuống dưới kia nhá, Hiếu nhá. Nhá. Đấy, mở ra hai cái thùng mà trong đó có rất là nhiều quà luôn cô bác. Cho nên không biết là trị giá nó là rơi vào bao nhiêu tiền. Nhưng mà đây là cái trị giá của nó là phải nói là một cái tình cảm mà rất là lớn luôn, dành tặng cho gia đình của em Quân với lại ông bà cô bác. Nói là bác Thảo Đố rất là quý em Quân, chính tay đi lựa những cái mũ này, lựa những cái bộ quần áo này, lựa những cái đôi giày này gửi tặng cho em Quân và bé Hiếu nữa cô bác ạ. Cho lực cũng rất là mong các ông các bà các cô chú anh chị sẽ thông cảm cho bé Hiếu. Bé thì có thể nói là chưa được tiếp xúc ở bên ra ngoài là nhiều đấy. Kính đấy nhở. còn cái gì nữa không? Đeo xem nào, đeo cho búp bê xem nào. Hãy đeo nào. Hãy đeo xem nào. Bé Hiếu thì có vẻ là một cái em bé mà rất là lì lợm với cô bác. Lì lợm mà như này thì cái hoàn cảnh thì tạo cho bé một cái người tính nết như vậy. Thì em ấy đi học, dần dần thì em ấy đi học thì em ấy sẽ thay đổi cái tính nết của mình theo năm tháng được các thầy cô giáo rèn giũa và dạy, chỉ bảo dạy thì bé Hiếu sẽ thay đổi cô bác nhá. Thích không hả? Thích à? Thích không và thích cô bác như vậy. Bố mi ra hết rồi ra. Đeo ngược rồi. Cái này phải đeo như này mà. Đưa đây chú dạy nào. Đây chú dạy nào. Phải đeo như này mà. Đấy, đeo như này cơ mà. Đấy, thấy chưa? Nhưng mà không phải là đeo con đấy. Đeo con này này. Đấy. Chất chơi người rơi chưa? Đấy, chất chơi người rơi chưa? Bây giờ. Quân có thấy vui mừng khi thấy bé Hiếu có những cái đồ chơi như này không? Có ạ. Bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bác đi nhá. Hôm nay thì em có cảm thấy vui mừng khi mình nhận được rất là nhiều món quà cho ông bà, cho em, cho bé Hiếu không? Có ạ. Em có thích những cái món quà như này không? Có ạ.
Con cảm ơn bà đã gửi những món quà gửi đến bốn ông cháu. Bốn ông cháu nhận được rất vui và con cũng thay mặt ông bà cảm ơn đến bà. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Em của con thì chưa được đi học nhiều. Con mong tất cả các ông bà thông cảm cho em và chỉ dạy cho con nhiều hơn để con dạy em ạ. Mai thì có được còn đi học nữa không bé Hiếu ấy? Có. Để mai thì mặc váy cho bé Hiếu này để cho đi học thì cho đẹp. Vâng. Mai có mặc váy đi học không hả Hiếu? Có mà. Mai có mặc váy đi học không? Có mà. Có vẻ như hai anh em cô bác nhìn vào hai anh em thì mặc dù là không chắc không mẹ cô bác nhưng mà rất là yêu thương lẫn nhau cô bác. Sau này thì bé Hiếu lớn lên biết anh của mình đã hy sinh cho mình rất là nhiều thì không biết là bé Hiếu sẽ đối xử tốt như thế nào với sẽ đối xử như thế nào với người anh của mình nữa. Thì còn bây giờ thì sẽ là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Con kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hiếu, con chào mà. Con chào. Quý ông bà. Bye bye. Cô chú, anh chị. Cô chú, anh chị. Dạ. Yeah.